Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi lịch sử và địa lý 4 học kỳ 2 nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Đề bài sẽ có hai phần, phần lịch sử và phần địa lý nhé. Mình sẽ làm phần lịch sử trước. Trước hết là câu số 1. Phân vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vào thời gian nào nha? Đáp án A là 12 tháng 11 năm 1993. Đáp án B sẽ là 11 tháng 11 năm 1993. Và đáp án C là 11 tháng 12 năm 1993. Và đáp án D là 12 tháng 12 năm 1993. Bây giờ là mình nhớ là Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 11 tháng 12 năm 1993. Chính là đáp án C nha. Đúng rồi. Tiếp theo là câu số 2. Quang Trung đại phá quân Khanh vào thời gian nào? Đáp án ngay là cuối năm 1787. Đáp án B là cuối năm 1788. Và đáp án C là cuối năm 1887. Và đáp án D là cuối năm 1888. Như vậy mình nhớ là Quang Trung đại phá quân Khanh vào cuối năm 1788. Như vậy là câu số 2 mình sẽ chọn đáp án B. Giờ tiếp theo là câu số 3. Giờ mình sẽ chọn các từ cụm từ cho trước để điền vào chỗ trống như là lên ngôi hoàng đế, Gia Long, huy động lực lượng, Tây Sơn. Đúng rồi. Giờ như vậy mình sẽ điền vào chỗ trống nha. Nhà Nguyễn thành lập khi nào? Sau khi Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn bị suy yếu dần. Đúng rồi. Lợi dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng. Đúng rồi. Giờ huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều đại Tây Sơn bị lật đổ, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế nhé. Lấy niên hiệu là Gia Long. Định đô ở Phú Xuân Quê. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ câu số 4 là trình bày ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng nha. Giờ như vậy là ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng là mưu đồ cứu viện của cho Đông Quan của nhà Minh bị tan vỡ, quân Minh phải xin hàng và giúp về nước. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế chính là Lê Thái Tổ.
Nhà hậu lê bắt đầu từ đây, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 4. Như vậy là mưu đồ cứu viện cho Đông Quang của nhà Minh bị tan vỡ. Quang Minh phải xin hàng và giúp về nước, lấy lợi lên ngôi hoàng đế, Lê Thái Tổ nha. Nhà hậu lê bắt đầu từ đây. Như vậy câu số 4 mình sẽ qua tiếp câu số 5. Câu số 5 mình sẽ kể lại những chính sách của vua Quang Trung nha. Đúng. Giờ thầy sẽ làm câu số 5 luôn. Giờ như vậy là mình sẽ kể những chính sách của vua Quang Trung, trước hết là chiếu phiến nông, lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng quan. Với chính sách này thì chỉ vài năm sau mùa màng trở lại tốt tươi, và làng xóm lại thanh bình. Và chính sách thứ hai là mở cửa biên giới và cửa biển để thuận tiện cho việc mua bán. Quan Trung cho đúc tiền đồng tiền mới. Quan Trung yêu cầu nhà Khanh mở cửa biên giới cho dân hai nước tự do trao đổi hàng hóa, đồng thời mở cửa biển để thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán. Và chính sách tiếp theo là đề cao chữ Nôm. Quan Trung cho dịch các sách chữ Hán gia, chữ Nôm và coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia. Chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước. Và cuối cùng là ban bố chiếu lập học với mong muốn xây dựng đất nước, lấy quyền học làm là đạo. Giờ như là mình xong phần lịch sử, mình sẽ qua tiếp phần địa lý. Giờ tiếp theo là phần địa lý câu số 6. Phanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa và vựa trái cây lớn nhất cả nước là. Đáp án ngay là người dân siêng năng cần cù. Đáp án B là khí hậu mát. Và đáp án C là có đất phù sa. Và đáp án D là nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm và người dân cần cù. Như mình thấy là chính là đáp án D. Nhờ vào có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù nên đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa và vựa trái cây lớn nhất cả nước nha. Giờ như vậy mình xong câu số 6, mình sẽ qua tiếp câu số 7. Giờ câu số 7 đúng thì ghi chữ đờ, sai thì ghi chữ s. Nếu quay trò biển biển Đông đối với nước ta, như vậy biển Đông là kho muối vô tận, đồng thời có nhiều khoáng sản, hải sản quý và có vai trò điều hòa khí hậu, đúng không? Như vậy đây là câu đúng. Đúng này. Tiếp theo là câu thứ hai là biển Đông có ít khoáng sản và tài hải sản quý. Như vậy đây là câu sai, có rất nhiều khoáng sản nha. Và đáp án câu tiếp theo là quen bờ có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vùng vịnh hưởng lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển. Đây là câu đúng. Và quen bờ có ít bãi biển không phát triển du lịch, như đây là câu sai. Quen bờ có rất nhiều bãi biển đẹp nha. Giờ như vậy mình xong câu số 7, mình sẽ qua tiếp câu số 8. Câu số 8 người ta kêu mình nêu đặc điểm của thành phố Đà Nẵng nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 8 đó. Đặc điểm của thành phố Đà Nẵng là Đà Nẵng là thành phố cảng lớn, đầu mối có nhiều tuyến giao thông ở đồng bằng duyên hải miền Trung. Đà Nẵng còn là trung tâm công nghiệp và là nơi hấp dẫn khách du lịch nha. Giờ như vậy mình xong câu số 8, mình sẽ qua tiếp câu số 9. Giờ câu số 9 người ta hỏi là vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch nha. Giờ thầy sẽ trả lời câu số 9 luôn. Giờ Huế được gọi là thành phố du lịch vì thành phố Huế được xây dựng cách đây trên 400 năm và đã từng là kinh đô của nước ta thời nhà Nguyễn. Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị nghệ thuật cao nên thu hút rất nhiều khách du lịch nha. Giờ như vậy mình xong câu số 9, mình sẽ qua tiếp câu số 10. Giờ câu số 10, em làm gì để ý bảo vệ môi trường biển xanh sạch đẹp nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 10. Thầy sẽ trả lời câu số 10. Để bảo vệ môi trường biển chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là không vứt giác bừa bãi xuống biển.
Thứ hai là tuyên truyền mọi người hãy bảo vệ môi trường biển, có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Và tiếp theo là tham gia các hoạt động dọn vệ sinh xung quanh bãi biển và vận động người thân bạn bè cùng nhau bảo vệ môi trường biển. Giờ như vậy là mình xong câu số 10. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khác bài giảng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.